Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Các bạn ơi, đây là chiếc mic Boya M1 của mình, chiếc mic thu âm. Cái mic này thì mình mua ở trên Shopee cũng được khá là lâu rồi các bạn, được một thời gian chắc khoảng 7-8 tháng gì đấy rồi. Vì mình dùng thì cũng thấy rất là ổn. Hôm nay thì cũng qua thời gian sử dụng rồi thì mình chia sẻ lên đây cho các bạn, để cho các bạn những ai đang quan tâm về sản phẩm này qua cái đánh giá cũng như nhận xét của mình. Trong quá trình mình đã sử dụng rồi thì mình sẽ chia sẻ lên cho các bạn, để cho các bạn những ai đang quan tâm về cái dòng mic giá rẻ này thì các bạn cùng tham khảo các bạn nhé. Như cái mic này lúc mình mua ở trên trang Shopee thì cách đây khoảng độ tầm 6-7 tháng thì đấy, thì cái giá lúc đấy của mình đang mua là gần 900.000 các bạn ạ, hơn 800. Mic Boya chính hãng thì nhưng mà giá hiện tại bây giờ thì mình thấy nó rất là rẻ rồi, dao động từ 430 cho đến 520 tùy theo shop bán các bạn nhé. Lúc mình mua thì nó được tặng theo có một cái dây line kết nối này, một cái dây này thì nó sẽ là dây kết nối hai đầu chân 3,5. Loại này là loại hai cái khớp đen và ba nấc vàng, hai đầu như nhau. Thì cái này thì mình sẽ dùng để kết nối giữa một bên là cái mic Boya này với một bên là sang cái máy ảnh của mình có chân 3,5 đấy các bạn. Và kèm theo đấy thì nó có một cái cáp này nữa các bạn. Cáp này là cáp dành cho một bên là cắm vào mic Boya này và một bên là cắm vào smartphone, cắm vào điện thoại của mình ấy. Thì nó sẽ có, nếu mà cái bên cắm vào điện thoại ấy, cắm vào smartphone của mình, nó sẽ có ba cái nấc đen các bạn nhé, ba cái vòng đen này thì và bốn cái khớp vàng, 1 2 3 4 này, và bên này nó sẽ là hai vạch đen nhé. Và cái này thì mình sẽ cắm vào đây, còn một bên thì mình sẽ cắm vào cái chân 3,5 ở trên điện thoại của mình thôi. Đấy, ngoài ra thì nó sẽ có thêm một cái gắn hot shoe này. Cái này thì để mình gắn lên để cố định ở trên cái hot shoe của máy ảnh hoặc là trên cái điện thoại. Mình mua cái bộ gắn kẹp, nó có cái kẹp mà mình gắn vào. Và cái này mình sẽ gắn vào như thế này các bạn. Và một cái mút lọc gió này nữa. Mút lọc gió này cũng là của Boya tặng luôn các bạn nhé. Một chiếc mic giá rẻ thôi nhưng mà mình được tặng cũng khá là đủ những cái phụ kiện đi kèm. Thì cái lọc gió này nó cũng, mình thấy nó cũng rất là tốt và mình cũng có quay ngoài trời rồi, mình đi xe máy, mình gắn lên GoPro của mình, mình đi mình gọi là gió ầm ầm nhưng không nghe thấy tiếng đâu các bạn ạ. Thỉnh thoảng mình đi chơi đây đó thứ mình gắn vào đi suốt. Cái này thì mình sẽ gắn vào đây thôi, như thế này. Đấy, thì gắn vào thì các bạn nhìn thấy nó có cái kiểu lồng lồng lá lá một chút như thế này. Cái này mình sẽ, hiện tại thì mình đang thu âm ở trên chiếc GoPro Hero 9 của mình các bạn nhé. Ít nữa mình sẽ gắn cái này vào để mình thu âm trực tiếp, để cho các bạn có cái cảm nhận cũng như đánh giá thực tế về cái chất lượng thu âm của chiếc mic Boya M1 này. Một chiếc mic giá rẻ đến từ thương hiệu Boya. Khi mình đã kết nối xong và đây là âm thanh mình thu trực tiếp từ chiếc mic Boya M1. Mình không biết các bạn có nghe thấy cái âm thanh chất lượng của nó có khác gì so với âm thanh gốc là mình quay bằng chiếc GoPro Hero 9 Black của mình hay không. Như cái mic Boya M1 này thì các bạn cũng đánh giá thực tế cái âm thanh nhé. Hiện tại mình đang ngồi cách khoảng 60cm từ chỗ mình cho đến máy quay, đến gọi là đến mic. Thì âm thanh không biết các bạn có nghe rõ hay không. Nếu các bạn nghe rõ hay thế nào ấy, không nghe rõ hoặc nghe tiếng rè, tiếng bé thì các bạn để lại comment ở bên dưới để cho mình cùng biết với các bạn nhé. Rồi, và đấy là mình thu ở khoảng cách khoảng 60cm. Bây giờ mình sẽ đứng dậy và mình sẽ đi xa hơn nhé. Đây là mình thu ở trong điều kiện ở trong nhà, trong phòng các bạn nhé. Đây là cách khoảng 2m này. Các bạn nghe có rõ không? Alo, 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 các bạn nghe được không? Alo, alo, alo. Cách khoảng 2m, bây giờ mình sẽ đi xa hơn nhé. Đây là khoảng 4m. Alo, alo, alo. Nếu các bạn nghe rõ hay không rõ thì các bạn comment ở bên dưới các bạn nhé. Với khoảng cách như thế thì không biết các bạn nghe có thấy âm thanh của nó rõ không? Nếu các bạn nghe to rõ thì các bạn, hay là không nghe được thì các bạn để lại comment ở bên dưới các bạn nhé, để mình cùng nhau thảo luận. Bây giờ mình sẽ dùng quạt các bạn nhé. Dùng quạt và mình sẽ bật, mình thổi thẳng vào chiếc mic. Ở đây mình chưa lắp bông lọc gió các bạn nhé, để các bạn có cái cảm nhận thực tế, và sau đấy mình sẽ lắp bông lọc gió vào để cho các bạn xem nó có bị cái tiếng gió nó thu vào đấy nhiều hay không. Các bạn cùng xem luôn nhé.
sẽ lắp cái bông lọc gió này vào các bạn ạ. Và vẫn đang chạy các bạn nhé. Rồi. À, bây giờ thì mình đã lắp cái bông lọc gió vào rồi. Các bạn nghe thấy tiếng của nó như thế nào các bạn? Đây mình sẽ quay thẳng sang hướng luôn. Nó thẳng vào đấy luôn. Các bạn có nghe thấy tiếng của chắc cái tiếng rú của cái quạt này thì các bạn nghe thấy đúng không? Mà cái quạt tại vì cái quạt này nó quỳ bắp rồi đấy các bạn. Thì nó có tiếng gù, nhưng mà tiếng gió thổi thẳng vào cái bông lọc gió này không biết các bạn có nghe thấy không? Đây các bạn thấy cái bông bên ngoài nó bay không? Đấy. Thôi, và đấy là tất cả những gì mình muốn chia sẻ đến với các bạn. Cái cảm nhận mua hàng online nó như thế nào và cái chất lượng sản phẩm mình sử dụng nó như thế nào. Thì cụ thể theo cái đánh giá của mình ấy, thì chất lượng mua hàng online bây giờ trên những cái trang mạng như Shopee, Lazada và Tiki mình thấy nó cũng khá là ổn. Và cái quyền lợi của mình cũng được bảo vệ rất là tốt. Nếu các bạn thấy chất lượng nó như nào thì các bạn hãy hoàn trả hàng thôi. Còn cách hoàn trả hàng nào các bạn có thể tìm hiểu ở trên mạng nhé. Tại vì cái này thì nó sẽ có thời gian cho mình hoàn trả hàng mà. Các bạn về cứ test thoải mái đi. Nếu thấy ok thì mình dùng. Còn không ok thì các bạn back hàng lại, trả hàng lại cho nhà sản xuất các bạn nhé. Hoặc nó bị lỗi hỏng cái gì đó, hoặc hàng giả hàng nhái thì các bạn trả nhé. Còn theo như cảm nhận của mình thì chiếc Mic Boya M11 này giá tiền hợp lý, thiết kế nhỏ nhắn, nó chỉ bằng một đốt ngón tay mình. Đúng dài bằng cái ngón tay của mình các bạn, và nó cũng không to hơn cái ngón tay của mình là bao nhiêu đâu. Rất là tiện lợi, dễ bỏ túi cho mình mang đi. Và cái này lọc gió thì theo như mình đã quay rồi, mình thấy cũng rất là tốt. Chỉ mỗi cái là nó không đủ tiếng bass thôi các bạn, nó hơi bé. Cái tiếng bass một tí, nó yếu tiếng bass. Và cái này mình đứng xa ở ngoài không gian mà gọi là không gian mở như ngoài trời ấy, thì nó sẽ bị thu không được rõ lắm. Mình phải dùng thêm cái mic cài áo hoặc là dùng thêm máy ghi âm. Và kèm theo đấy thì một cái mic giá rẻ các bạn cũng đã được tặng theo một cái bông lọc gió như thế này rồi. Và đủ hai cáp để cho mình có thể kết nối qua những dòng điện thoại cũng như là máy quay thông dụng để cho mình sử dụng rồi. Và mình cũng xin phép kết thúc video tại đây. Hy vọng có video sẽ giúp ích được cho các bạn, cho những ai đang chuẩn bị mua hàng online và những ai đang quan tâm đến cái sản phẩm Mic Boya M11 này, thì các bạn cùng tham khảo với mình qua cái video này các bạn nhé. Và cái link để tham khảo sản phẩm Mic Boya M11 này thì mình để ở bên dưới phần mô tả các bạn nhé. Ai quan tâm thì các bạn có thể vào đấy để tham khảo giá hiện tại cũng như là cái chất lượng phục vụ của họ và cái thời gian bảo hành của họ theo từng thời gian nó khác nhau các bạn nhé. Giá hiện tại chỉ khoảng hơn 400.000 một tí thôi, thì các bạn hãy vào đấy tham khảo và đọc các chính sách bảo hành của họ các bạn nhé. Và các bạn cũng nhớ là khi các bạn mua hàng trên những trang mạng như Shopee, Lazada, Tiki, Sen Đỏ các thứ thì các bạn hãy chịu khó mình đọc cái phần phản hồi bình luận ở bên dưới của những khách người ta đã mua trước các bạn nhé. Nếu thấy ok thì mình mua, và trong thời gian mua về các bạn sử dụng, nếu mà các bạn phát hiện hoặc nghi ngờ hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng thì nó vẫn có cái chương trình gọi là bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của mình ấy. Thì các bạn hãy back hàng lại và trong cái thời gian quy định của Shopee các bạn nhé. Rồi, mình xin chào các bạn và chúc các bạn sẽ là một người tiêu dùng thông thái. Nếu các bạn thấy thích video thì hãy cho mình xin một like, ấn đăng ký, like và chia sẻ để ủng hộ kênh của mình phát triển hơn các bạn nhé. Xin chào mọi người, chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở trong video clip tiếp theo.